Tuổi thơ bị đánh toát đầu vì đen xấu, cười hở lợi. Nhìn lại ảnh thuở nhỏ của Phi Thanh Vân mà giật mình. Vì sở hữu ngoại hình xấu xí mà Phi Thanh Vân đã phải chịu bao ê chề, chẳng một lần dám phản kháng. Để có một ngoại hình tạm gọi là ưa nhìn như hiện tại thì Phi Thanh Vân đã chịu không biết bao nhiêu đau đớn. Trải qua hàng chục lượt phẫu thuật thẩm mỹ, nữ diễn viên đã phải tắm trắng, cắt lợi, chỉnh răng, nâng mũi, bông ngực, độ mông, và mỗi lần thực hiện đều tốn hao rất nhiều tiền bạc, sức lực và thời gian. Nghĩ về quá khứ, Phi Thanh Vân lúc nào cũng nghẹn ngào. Cô từng chia sẻ: "Tôi mang một nụ cười hở lợi, mắt cũng một mí, người gầy nhom đen nhẻm. Một lần tôi ra hẻm chơi và bị mấy đứa trẻ con ngang tuổi đang chơi tạt lon ném đá vào đầu, máu chảy rất nhiều. Con đường vào nghề của tôi cũng rất khổ, tôi không được đẹp như mọi người vì xấu xí. Tôi toàn phải đóng vai người ở ô xin, ăn mày, con cóc ghẻ, mụ phù thủy. Từ nghề diễn viên nhí, tôi đi lên làm người mẫu. Tôi từng bị ăn hiếp, từng bị ghét, bị đẩy ra ngoài đường, dìm hàng giật quần áo và rất nhiều điều khủng khiếp khác. Đó là một quá khứ rất kinh khủng." Nghe Phi Thanh Vân chia sẻ về quá khứ của mình, ai cũng tò mò xem hồi nhỏ nữ diễn viên trông thế nào và xấu đến mức nào mà lại bị dè biểu, đánh đập và coi thường như vậy. Tuy nhiên, xem xong những loạt ảnh thổi nhỏ của Phi Thanh Vân thì nhiều người sẽ giật mình. Để có ngoại hình như thế này, Phi Thanh Vân đã phải trải qua nhiều đớn đau và tuổi khổ. Và đây là ảnh thổi nhỏ của nữ diễn viên. Có thể thấy cô sở hữu đôi mắt hí, nụ cười hở lợi từ nhỏ, nhưng cũng không đến mức xấu xí kinh khủng như cô miêu tả. Nhìn bức hình này, Phi Thanh Vân vẫn còn rất đáng yêu. Cô sở hữu chiều cao vượt trội, thân hình khá gầy. Bức ảnh được chụp năm 1996, Phi Thanh Vân vẫn đen và gầy. Tuy nhiên, những bức ảnh này nhìn vẫn còn ưa nhìn chán. Đến độ tuổi ngoài 20, Phi Thanh Vân với những góc chụp cận cảnh mới đủ khiến nhiều người giật mình. Nụ cười hở lợi nhìn thấy rõ của Phi Thanh Vân. Sở hữu nhan sắc chẳng mấy ưa nhìn nên cô cũng được đóng đinh cho những vai diễn xấu. Phi Thanh Vân thời còn làm người mẫu với làn da nâu. Suýt xoa trước gương mặt cực đáng yêu như búp bê của con gái tình cũ trưởng thành. Thiên thần nhí này chính là món quà to lớn mà Mai Hồ dành cho ông xã Việt Kiều sau khoảng thời gian ngắn làm lễ đính hôn. Thời điểm vừa hạ sinh con gái, nữ diễn viên không hé lộ bất cứ thông tin gì với truyền thông. Tuy nhiên, thời gian gần đây cô đã thoải mái hơn trong vấn đề này. Vào ngày 26 tháng 2, 2018, khán giả khắp nơi bất ngờ khi tình cũ trưởng thành Mai Hồ đã bí mật đính hôn với bạn trai soái ca tại nhà riêng. Mọi thông tin về lễ đính hôn này đều được nữ diễn viên giấu kín đến phút chót. Mãi đến khi khán giả và truyền thông phát hiện, Mai Hồ mới chia sẻ về chuyện đời tư này với công chúng. Ông xã của Mai Hồ sở hữu vẻ ngoài rất điển trai và là Việt Kiều Đức. Sau khi thực hiện nghi lễ ở quê nhà xong thì cô sớm chuyển sang Đức để định cư cùng người đàn ông của đời mình. Theo đó, Mai Hồ mang thai và hạ sinh cô công chúa cho anh, nhưng thời điểm ấy cô cũng hạn chế công khai với dư luận. Nhưng khoảng thời gian gần đây, em gái của Mai Thu Huyền đã khiến khán giả suýt xoa khi có được thiên thần nhí cực đáng yêu. Như lời chia sẻ của cô thì con gái sau y bạn chính của bố và được đặt tên là Mai Vi. Khá nhiều người thân và đồng nghiệp đều nhận xét em bé giống bố và trêu ghẹo Mai Hồ đã bị ra rìa khi lúc nào ông xã cũng thích ôm ấp cục vàng. Chỉ mới sinh con chẳng bao lâu nhưng nữ diễn viên đã làm khó chị em ngưỡng mộ khi vẫn duy trì được gương mặt thon gọn, nhan sắc xinh đẹp. Trước đây, khi được hỏi về một đám cưới hoành tráng cho mình, Mai Hồ tiết lộ cô và bạn trai dự định sẽ tổ chức hôn lễ vào 2 năm nữa. Cũng có thể việc sinh em bé đã phần nào khiến thời gian họ chính thức làm đám cưới kéo dài thời gian khá nhiều so với ngày làm lễ đính hôn. Rút lui khỏi làng giải trí Việt, Mai Hồ chọn cách lập gia đình, sang định cư nước ngoài và có cuộc sống khá bình dị. Đây vốn dĩ cũng là sự lựa chọn của nhiều nghệ sĩ Việt khác. Cùng chúc cho tổ ấm của người đẹp mãi hạnh phúc như vậy nhé. Nhã Phương sinh xong về dáng thân sầu, em gái cũng đẹp không kém, mẹ một con có khác. Nhã Phương sinh con xong đã đẹp, em gái còn có phần nhuận sắc hơn, mẹ bỉm sữa được khen hết nức. Đến thời điểm hiện tại, người trong cuộc vẫn chưa chính thức lên tiếng, nhưng phần đông dư luận vẫn cho rằng Nhã Phương đã bình an hạ sinh công chúa đầu lòng vào giữa tháng 1 vừa qua. Chỉ một thời gian ngắn sau sinh, bà Mười Khó đã khiến người hâm mộ suýt xoa khi tái xuất cực sang chảnh rạng rỡ. Bên cạnh đó, em gái của Nhã Phương, người đẹp Chu Mi Phương Anh cũng không hề lép vế khi nói gót chị lộ diện sau sinh. Một tháng sau khi sinh con gái đầu lòng, Nhã Phương chính thức tái xuất trong một buổi gặp đầu xuân với nhóm bạn bè. Dù mới vượt cạn chưa lâu, vừa qua thời gian ở cử, nhưng dường như người đẹp sinh năm 1990 đã lấy lại được phốt dáng chuẩn như thời son rỗi. Nhã Phương diện sơ mi trắng giản dị mà không kém phần thanh lịch, búi tóc cao gọn gàng.
khoe khéo khuôn mặt thanh tú. Mới sinh con, bà xã Trường Giang vẫn nổi bật nhất nhóm với nhan sắc ngọt ngào và nụ cười rạng rỡ. Cách đế thơm, nhà Phương tiếp tục gây chú ý khi đến dự tiệc cưới của một người bạn, nữ diễn viên diện đầm trắng dịu dàng và trang điểm nhẹ. Lâm Bồn chưa lâu đã trở lại cực xinh đẹp, phu nhân 10 khó được đánh giá là một trong những mỹ nhân lại dáng thần tốc nhất showbiz Việt. Khi người hâm mộ vẫn còn đang suýt xoa vì mẹ bỉm sữa nhà Phương, thì em gái của cô Phương Anh cũng vừa khoe tái xuất trẻ đẹp không kém. Đây là lần đầu tiên em gái nhà Phương xuất hiện kể từ khi sinh con đau lòng. Người đẹp than thở về cuộc sống bỉm sữa còn nhiều bỡ ngỡ nhưng vô cùng hạnh phúc thú vị. Lâu lắm rồi mới lại chụp hình, nay thành mẹ bỉm sữa rồi, suốt ngày chăm con với chăm ba Nico nên đầu tóc rối bù, không có thời gian chăm mẹ nữa. Không chỉ nhanh chóng lấy lại thần sắc tươi tắn sau khi sinh, Zumi Phương Anh còn thêm trẻ trung duyên dáng như thiếu nữ chưa chồng. Làn da trắng ngần tươi sáng của em gái nhà Phương khiến nhiều cô gái ghen tị. Trước đó vào thời điểm sắp sinh con, Phương Anh đã gây ấn tượng với thần thái tươi tắn, khỏe mạnh của một mẹ bầu. Được ông xã và mẹ ruột thường xuyên túc trực chăm sóc, cô nàng càng thoải mái về mặt tư tưởng. Cùng Nhã Phương gia nhập hội bỉm sữa, Sumi Phương Anh không hề kém cạnh về nhan sắc so với người chị nổi tiếng của mình. Giảm 6kg, năm em tự tin đội vương miện khủng tới dự sự kiện. Người đẹp đội chiếc vương miện khủng ăn mặc lộng lẫy khi tham dự một sự kiện thành phố Hồ Chí Minh, đánh dấu sự tái xuất sau thời gian dài ở ẩn vì tăng cân chóng mặt. Chiều 12 tháng 3, năm em tới tham dự lễ công bố một buổi tiệc ở thành phố Hồ Chí Minh. Người đẹp gây chú ý khi đội vương miện khủng lấy cảm hứng từ nữ thần mặt trời. Sau thời gian tăng cân không kiểm soát, người đẹp đã nỗ lực lấy lại vóc dáng thon thả. Cô cũng đầu tư cho trang phục, phụ kiện hơn để xuất hiện nổi bật ở các sự kiện. Nam em đã giảm được 6kg và tự tin khoác lên người chiếc váy lộng lẫy khi tham gia sự kiện. Nam em cũng chia sẻ tại sự kiện rằng cô đang mắc chứng bệnh máu dễ đông, nên ngoài thuốc thực phẩm chức năng hàng ngày sử dụng, người đẹp còn phải làm loãng máu bằng cách uống nước dừa. Chính vì thế, vấn đề về cân nặng của cô rất dễ bị tăng bất thường. Hiểu được về bệnh lý cơ thể và với mong muốn lấy lại được vóc dáng, Nam em đã phải tốn rất nhiều thời gian để giảm được 6kg trong thời gian qua. Với quyết tâm trở lại đường đua V-pop, 8 tháng 3 vừa qua, Nam em vừa cho ra mắt ca khúc thuộc về gia đình với phần trình bày vô cùng xúc động về câu chuyện mẹ chồng nàng dâu. Lương Bằng Quang bỏ tiền tỷ mua nhà sang nhưng nhìn chốn thăng hoa mà chán hẳn. Nhà được thiết kế sang chảnh nhưng Lương Bằng Quang lại để phòng ngủ ra nông nổi này. Là một trong những ca sĩ đình đám của Việt Nam những năm 2002-2004, thế nhưng hiện tại tên tuổi của anh thì chỉ được nhắc đến bởi những tai tiếng bên cạnh cô bạn gái Ngân 98. Nam ca sĩ bị chỉ trích là hết thời, không kiếm ra tiền phải livestream làm trò rẻ tiền để câu like cùng bạn gái. Thế nhưng, sự thật số tài sản mà nam ca sĩ tích góp trong nhiều năm làm nghệ thuật cũng đủ khiến nhiều người phải trầm trồ. Mới đây, Lương Bằng Quang cũng không ngại chi số tiền khủng để đập mặt xe lại cho cả mình và bạn gái. Không còn ra album ca nhạc, Lương Bằng Quang giờ hoạt động với tư cách là một nhà sản xuất âm nhạc. Sau nhiều năm tích góp, nam ca sĩ đã tạo được cho mình một căn hộ hết sức khang trang hiện đại có giá trị hơn 5 tỷ đồng. Ngoài ra, căn hộ còn được đầu tư nội thất kiểu thông minh có điều khiển từ xa và làm hẳn một phòng thu âm trong nhà. Sau nhiều lần úp mở, Lương Bằng Quang cũng thừa nhận sống chung với bạn gái của mình trong căn hộ của cả hai. Phòng ngủ của Lương Bằng Quang cũng được thiết kế hiện đại không kém. Tuy nhiên, trong một chương trình giới thiệu về căn nhà của mình, Lương Bằng Quang để lộ giường ngủ ga nhăn nhúm kém sang trọng. Đây cũng là nơi bạn gái Ngân 98 của Lương Bằng Quang thường xuyên livestream bán quần áo. Ngoài phòng ngủ, cặp đôi tận dụng các góc trong căn nhà để livestream bán hàng. Mẹ Lương Bằng Quang hốt hoảng khi thấy Lương Bằng Quang sau dao kéo, không phải nó. Nam ca sĩ đã chịu không ít những lời bàn tán thiếu tích cực. Nhưng phản ứng của người thân anh thì hoàn toàn trái ngược. Ai cũng suýt xoa trước diện mạo khác lạ này. Gương mặt của Lương Bằng Quang sau cuộc đại phẫu thuật như một trời một vực với trước đây. Vừa qua, Lương Bằng Quang gây bất ngờ cho khán giả khi tuyên bố mình sẽ thay đổi diện mạo từng gắn bó với anh suốt 37 năm qua, không giấu giếm chuyện mình sẽ giao kéo, mà ngay từ đầu nam nhạc sĩ đã chủ động chia sẻ từng bước, từ việc gặp bác sĩ tư vấn đến thời gian tiến hành việc đập mặt. Nói về quyết định của mình, anh thổ lộ, mặc dù đã 37 tuổi không còn đi hát, cũng như không cần dùng cái đẹp để kiếm tiền nữa, nhưng vì Lương Bằng Quang nghĩ rằng cuộc sống quá ngắn ngủi nên Quang muốn sống những giây phút trọn vẹn.
Bên cạnh đó, anh là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi có thể tự mình quay lại hết các khoảnh khắc tiến hành các công đoạn giao kéo. Cụ thể, Lương Bằng Quang đã cắt mí mắt, sửa mũi và làm lại phần cằm. Chỉ sau một tuần đập mặt thì anh đã khiến mọi người tá hỏa trước một nhan sắc hoàn toàn khác lạ, đến mức nhiều người phải hỏi liệu đây có anh thực sự là nam nhạc sĩ hay không. Ngay lúc này, công chúng cũng tò mò không kém về người thân của anh sẽ phản ứng như thế nào trước một hình ảnh mới mẻ này. Theo đó, Lương Bằng Quang đã chia sẻ một đoạn clip ghi lại lời nhận xét của mẹ ruột và các bạn bè dành cho kết quả phẫu thuật thẩm mỹ lần này. Mẹ ruột dường như rất hốt hoảng khi nhìn thấy con trai, bà nói trong sự ngỡ ngàng: "Ồ đẹp đó con, đẹp thiệt, đẹp trai nhưng giống Tây chứ không phải thằng Quang." Cao Thái Sơn trố mắt, bây giờ nhìn anh đẹp trai ra nhiều, nhìn lạ, giống Lai đấy. Trang Ngọc Hằng nhận xét, thích nhất là cái mắt. Mắt nhìn nó sâu hơn, đẹp hơn nhưng không bị giả, còn cái mũi thì tạo cho men hơn, có lẽ do sửa hết nên nhìn mặt nó thon hơn trước, cằm thì nhìn có hậu hơn. Lương Bằng Quang, ngừng 98 tiếp tục thực hiện bộ ảnh mới toanh như đáp lại những lời chê bai từ dư luận khi thấy họ giao kéo. Giờ đây, khán giả lại được dịp xôn xao bàn tán vì kết quả phẫu thuật mỹ mãn, mang lại gương mặt cực điển trai cho Lương Bằng Quang. Hy vọng thời gian tới anh sẽ sớm có những sản phẩm chỉnh chu hơn gửi đến công chúng.